Anh em nha, bây giờ em bắt đầu lên máy về Hà Tĩnh luôn đây. Nãy em lâu bu quá cho nên chưa quay được cái quá trình mà lúc rửa máy với lúc hoàn thiện á. Đây thì bây giờ máy á, về đây ha. Đâu lên dàn đất nha anh em. Rồi, quá dễ dàng. Rồi, an toàn nha anh em. Vô lọc tót. Ê, có dùng cái môi. Rồi, xong nha anh em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, chào anh em buổi sáng nha. Bây giờ thì em đang bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng con máy này. Đây thì đây, cho nó đây. Giờ bắt đầu anh em tiến hành mở máy ra làm ha. Nè, quay sáng sớm hơi chó nắng xuống nha anh em. Hiện trạng nó đang vậy ha, rồi em sẽ làm lại. Rồi chào anh em buổi sáng nha, sáng sớm thì em ra quay máy này, máy này giờ đang bán số ra làm, chuẩn bị làm vệ sinh toàn máy, bảo dưỡng lại đầy đủ cho anh em luôn. Đây ha, trong này nó mở rồi hết. Rồi, chào anh em nha, máy Hà Tĩnh bên em đã lột ra tới đây rồi ha, thì đang bắt đầu vệ sinh tháo bồn để làm luôn rồi. Đây bồn ở đây chút mới, hai bồn chút mới luôn. Đây máy Hà Tĩnh bên đây nè, giờ làm tới công đoạn vệ sinh đã xong rồi. Đó. Máy này đã làm đồng rồi hết luôn rồi. Cho anh em buổi sáng, bữa nay là ngày tiếp theo của máy này ha. Thì gió tối em cũng đã làm xong rồi, mình còn ráp vô thôi. Con lăn rồi chuẩn bị hết, khoan bọng rồi chuẩn bị hết luôn rồi đó. Đó như vậy anh em thấy ha. Con này bữa nay hộp số ráp vô ha. Đây, chút mình ráp này lên xong. Đây, nóc rồi hết cho anh em rồi đó. Đây ha. Máy này bữa nay gần xong luôn rồi, chứ còn ráp cái hàng vào vô nữa là xong. Đó, dán tem rồi đầy đủ hết cho anh em luôn rồi, cùng cuốn rồi nó làm thằng từng về hết ha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại, thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.